Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với series Cẩm nang tân thủ của PUBG Mobile Việt Nam. Đến với chuyên mục kỳ này, ta sẽ cùng giải những thông tin thú vị và thủ thuật bí mật về xe đạp sắc màu được người chơi sưu tầm và cần được chứng thực. Những thông tin này rất có thể hữu dụng với các bạn. Hãy bắt đầu nhé! Thủ thuật đầu tiên sẽ là bạn có thể dùng xe đạp sắc màu để tiến vào căn phòng bí mật bằng cách nhấn nút nhảy và tiến tới. Khi bạn muốn mở căn phòng bí mật, bạn cần phải có thẻ thông hành để vào, nhưng ta hãy thử dùng cách như trên nhé. Chúng ta sẽ nhấn liên tục 3 nút, nhảy lên trên và tiến đến. Hãy di chuyển xe như thế và đâm đầu vào tường của căn phòng bí mật. Khi nhấn nút nhảy và hướng lên trên, bạn có thể dựng ngược chiếc xe đạp sắc màu như trên video. Giờ hãy nhấn nút lái xe và nó sẽ tự động dịch chuyển bạn vào căn phòng. Bạn cần phải thử nhiều lần mới có thể thành công. Thủ thuật này đã được xác nhận. Xe đạp sắc màu có thể đưa bạn vào căn phòng bí mật và nếu muốn ra ngoài, bạn cần phải sử dụng phương thức tương tự như trên. Nếu bạn muốn tìm kiếm thẻ thông hành để vào phòng, thì thông tin tiếp theo sẽ giải đáp điều đó. Thẻ thông hành sẽ chỉ được tìm thấy trong các ngôi nhà gần trạm station trong vòng 400m. Đã có người chơi thử nhiều lần và họ chỉ ra rằng thẻ thông hành mỗi lần được tìm thấy đều trong phạm vi dưới 400m. Như vậy, ta có thể kết luận rằng thông tin này đã được xác nhận. Thẻ thông hành có thể được tìm thấy ở các ngôi nhà xung quanh trạm. Đến với thông tin bí ẩn tiếp theo, xe UEZ mui đóng sẽ chống đạn nhiều hơn là xe UEZ mui mở. Đây là một trong những thông tin rất hữu dụng cho người chơi về hai chiếc UEZ, nên hãy cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên, hãy bắn từ phía bên trên để xem chiếc nào chắn đạn tốt hơn. Và rất rõ ràng là mui xe đóng sẽ bảo vệ người chơi tốt hơn nếu bị bắn từ trên. Trong khi bắn từ bên cạnh hoặc thậm chí ngay cả đằng trước thì cả hai xe đều có chức năng với kết cấu tương tự như nhau. Tuy nhiên, nếu bắn từ đằng sau thì xe mui đóng vẫn bảo vệ người chơi tốt hơn xe mui mở. Nên, thông tin này đã được xác nhận. Nên sử dụng xe UEZ mui đóng vì nó có thể bảo vệ bạn tốt hơn. Đến với thủ thuật tiếp theo, tại Vibrant Plaza, nếu bạn dùng xe buggy đến trước đệm nhảy, jump pad và đổi chỗ ngồi ra phía sau, bạn có thể bay lên rất cao nếu bấm nút exit, thoát ra. Giờ, ta hãy thử kiểm chứng nhé. Hãy đeo chiếc buggy lên trên jump pad và đổi chỗ ngồi ra phía sau, nhấn nút exit và quả thật là người chơi sẽ bay lên. Nên thủ thuật này chính thức đã được xác nhận. Bằng cách đậu buggy trên đệm nhảy và đổi chỗ ngồi, bạn có thể bay lên thật cao và có thể áp dụng điều này trong giao tranh. Ví dụ rất hữu dụng khi bạn có thể tạo ra những đòn tấn công bất ngờ cho kẻ thù, nhưng đôi lúc nếu không cẩn thận bạn sẽ dễ bị hạ gục do rơi từ trên cao. Thông tin bí ẩn tiếp theo, xe đạp sắc màu không thể chìm dưới nước. Hãy đem chiếc xe đạp của bạn lao xuống biển và nếu ta nhìn kỹ thì xe sẽ từ từ nổi lên trên mặt nước. Thật sự khá thú vị vì xe đạp sắc màu có thể phá nhiều định luật vật lý ở trong game, nhưng dù sao thì giả thuyết cũng đã được xác nhận, xe đạp không thể bị chìm ở dưới nước. Bí ẩn tiếp theo, tại đảo Nimbus, nếu như bạn nhặt được đồng coin có màu trùng với đầu của bạn, bạn sẽ nhận được gấp đôi số coin token. Hãy cùng kiểm chứng nhé. Bây giờ, nhân vật đang có đầu màu tím và nhặt đồng coin màu vàng, số coin hiển thị sẽ là 1 cho mỗi lần nhặt. Nhưng, nếu ta nhặt được những đồng coin trùng với đầu nhân vật, trong trường hợp này là đồng tím, thì có thể thấy số coin sẽ được tăng gấp 2 lần. Bạn càng thu hoạch càng nhiều đồng trùng màu thì coin sẽ được tăng theo mức giá ấy và không có giới hạn cho việc này nên thông tin đã được xác nhận. Đến với biển tiếp theo, bạn có thể trốn dưới đống xe đạp sắc màu nếu gom chúng lại một chỗ ít nhất từ 3 đến 4 chiếc. Ta hãy cùng kiểm chứng thử. Tại đây, ta sẽ dùng 6 chiếc xe đạp sắc màu và đặt nhân vật ở tư thế prone, nằm trườn. Thật sự rất khó để kẻ địch phát hiện ra chúng ta. Hãy đổi sang góc nhìn của đối thủ để kiểm chứng nhé. Kẻ địch phải nhìn rất kỹ mới có thể phát hiện ra bạn. Và liệu đống xe đạp này có thể chống được đạn hay không? Câu trả lời là không. Bạn vẫn bị thương nếu họ bắn vào. Mặc dù bạn có thể trốn, nhưng chắc chắn sẽ không thể tàng hình hoàn toàn được. Thông tin kế tiếp, bạn có thể dùng xe đạp sắc màu để leo lên trên nóc nhà Laboratories. Chúng ta đều biết, nóc nhà của tòa nhà này không thể lên được vì cầu thang đã bị chặn. Nhưng ta có thể sử dụng xe đạp để vượt qua các vật thể như trên video. Hãy luôn nhớ rằng, các bạn phải liên tục nhấn nút tăng tốc độ. Bạn có thể bị kẹt trong một lúc nhưng sau đó sẽ lên được mái nhà ngay thôi. Nên thông tin này đã được xác nhận. Đến với biển kế tiếp, nếu bạn nhặt được chiếc xe đạp leo núi ở bên trong nhà, chúng sẽ không tốn chỗ trong ba lô của bạn. Bạn có thể nhặt được bao nhiêu chiếc xe đạp tùy thích. Chiếc xe đạp đầu tiên sẽ được nhặt tự động, chắc chắn sẽ không tốn chỗ trống trong ba lô. Và giờ, đến chiếc xe đạp thứ hai được nhặt bằng phương pháp thủ công. Và thật ngạc nhiên, nó cũng không tốn chỗ trong ba lô, nên thông tin đã được xác nhận. Bạn có thể mang bao nhiêu chiếc xe đạp sắc màu tùy thích, miễn là chúng được nhặt ở trong nhà và chúng chắc chắn sẽ không chiếm chỗ trong ba lô của bạn. Hãy đến với bí ẩn cuối cùng nhé. AKM XT sẽ có tốc độ ra đạn chậm hơn AKM thông thường. Ngay đây chính là bảng so sánh song song giữa AKM XT và AKM thông thường. Và nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy AKM XT bị bỏ lại xa rất sau. Đây chắc chắn là một chiến thắng cho AKM phổ thông, tốc độ ra đạn của dòng súng này nhanh hơn. Hy vọng rằng video hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn.
Bạn còn chần chờ gì nữa mà không tham gia PUBG Mobile ngay nào? Hãy nhấn like và subscribe kênh để nhận được các thông tin mới nhất nhé!